Xin chào tất cả các quý vị khán giả của Yêu An, mình là Hoàng Thùy Linh và mình đang có mặt tại show của Chung Thanh Phong, một nhà thiết kế mà mình rất là yêu thích và anh ấy đã hỗ trợ rất nhiều mình trong công việc. Bình thường thì có lẽ là Linh thích những bộ trang phục thoải mái, năng động khi mà mình đi dạo phố với bạn bè, đi cà phê. Còn nếu như mà trên sân khấu thì sẽ là những bộ trang phục mà có thể lột tả hết được phong cách âm nhạc của mình. Còn trong music video thì các bạn cũng thấy, nếu ai theo dõi Hoàng Thùy Linh thì cũng hiểu rằng là Linh rất là thích những phong cách đặc biệt một chút, độc một chút và lạ, sáng tạo. Linh nghĩ rằng là mình là một tín đồ thời trang, nhưng mà có lẽ là ở mức độ vừa phải thôi, có nghĩa là mình sẽ mặc những bộ đồ với hoàn cảnh. Có lẽ là hy vọng mọi người sẽ theo dõi tiếp của hành trình của Hoàng Thùy Linh, và sắp tới thì Linh sẽ có rất nhiều những sản phẩm sẽ gửi tới quý vị. Bây giờ thì Linh sẽ phải vào bên trong để thưởng thức show thời trang rồi, và tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn nhé. Cảm nhận hơi ấm này, em chỉ mong phút giây ngừng trôi mãi thôi. Em biết ta đã mong chờ quá lâu. Vẫn đang cứ tìm ra số chi phí chốn đây đã có em trong vòng.